Xin chào các bạn đồng tu thân mến. Hôm nay kênh sẽ ấn tống kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Vì hiện nay nhiều bạn muốn tham gia vào cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát mà không có kinh để đọc, nên kênh quyết định ấn tống bộ kinh này. Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện do Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch, chữ rất to, tổng 242 trang, bìa bằng da, giấy rất cứng, có thể bảo quản được lâu, đọc không bị quăng gốc. Rất hợp với việc để trên bàn thờ để thờ cúng. Mỗi bạn được thỉnh một bộ và hoàn toàn miễn phí, kể cả phí ship trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Các bạn chỉ cần để lại tên, địa chỉ, số điện thoại di động và gửi về kênh Nhân Quả Luân Hồi a@gmail.com. Rất mong các bạn sau khi nhận được quyển kinh này, các bạn có thể đọc trọn bộ để tham gia vào cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát. Om ha ha ha, Bổn Sư Mô Ni Sô ha. Om ha ha ha, Bổn Sư Mô Ni Sô ha.